xin chào anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt trong video hôm nay em xin phép cập nhật cho anh em chương trình bán hàng của tất cả các phiên bản Suzuki xr 7 tại thời điểm đầu tháng bảy này. Trước khi đi vào chi tiết video, em có một số những thông tin muốn chia sẻ đến anh em, cụ thể như sau. Suzuki XL7 là mẫu xe 7 chỗ, giá rẻ, cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz. XL7 có hai phiên bản cụ thể như sau, phiên bản thấp nhất đó là XL7 bản tiêu chuẩn, phiên bản thứ hai đó là XL7 bản Sport Limited. Và đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì có một số những thông tin về phần ngân hàng em cũng muốn chia sẻ đến anh em để anh em nắm được đối với xe của Suzuki hiện tại anh em được vay tối đa là 80 phần giá trị xe anh em lưu ý cho em những hãng khác anh em có thể là vay được đến 85 phần trăm và thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm và tại thời điểm này anh em nào không chứng minh được nguồn thu nhập thì ngân hàng sẽ tư vấn cho anh em mua thêm bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm khoản vay trong trường hợp anh em không đồng ý mua một trong hai loại bảo hiểm này thì ngân hàng sẽ không giải ngân anh em lưu ý cho em vấn đề này và mời anh em cùng xem chi tiết video về chương trình bán hàng của hai phiên bản Suzuki XR7 tại thời điểm đó tháng 7 mời anh em cùng đến với bản đầu tiên đó là Suzuki XR7 bản tiêu chuẩn giá niêm yết của nhà máy là 599 triệu giá bán tại thời điểm này cho anh em là 556 triệu nếu so với thời điểm tháng 6 hiện tại anh em đã được giảm thêm 4 triệu tiền mặt và chương trình khuyến mại tặng kèm anh em những phụ kiện sau thứ nhất đó là dán kính anh em lưu ý dán kính này đã dán từ nhà máy nhưng nó vẫn là thuộc chương trình khuyến mại nên em vẫn chia sẻ đến anh em thứ hai đó là trải sàn ra và với cái giá bán mới là 556 triệu thì chi phí lan bánh tại các địa phương sẽ cụ thể như sau anh em mua xe về anh em tự đi làm thủ tục đăng ký anh em ở Hà Nội thì sẽ là 649 triệu anh em ở Sài Gòn sẽ là 637 triệu anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 629 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạn 10% thì sẽ là 618 triệu anh em lưu ý chi phí loan bánh em tính cho anh em đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng em có liệt kê trên màn hình để anh em tiện theo dõi cụ thể đó là lệ phí trước bạ lệ phí cấp biển số lệ phí bảo hiểm dân sự bắt buộc lệ phí bảo trì đường bộ 12 tháng phí đăng kiểm chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những cái phụ phí khác những phụ phí ở đây nó gồm có chi phí đăng ký cả số ép biển hay là tiền công dịch vụ nhân viên đi làm thủ tục cho anh em những cái chi phí đó thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với các bạn tư vấn bán hàng tại đại lý mà anh em mua xe và anh em đàm phán thỏa thuận sao cho nó phù hợp hoặc anh em liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở góc phía trên phải màn hình kia tùy thuộc vào vị trí địa lý của từng anh em em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê chi tiết lát máy chọn gói để anh em tham khảo và cân đối tài chính của mình trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Suzuki XL7 bản tiêu chuẩn này ngân hàng cho anh em vay tối đa là 80% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là 444 triệu và thời gian vay tối đa là 8 năm với cái gói vay này em xin phép là tính luôn đến gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán cụ thể tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 7,7 triệu trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,6 triệu lãi suất tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán khoảng 3,1 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo anh em lưu ý để vay vốn được ngân hàng anh em không được nợ xấu còn anh em nào nợ xấu tại thời điểm này chắc chắn là sẽ không vay được và những anh em nào vay tối đa không chứng minh được nguồn thu thì anh em bắt buộc phải mua bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm khoản vay tại thời điểm này với gói vay tối đa như em chia sẻ đến anh em thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau trường hợp anh em ở hà nội anh em cần chuẩn bị là 204 triệu anh em ở sài gòn anh em cần chuẩn bị là 192 triệu anh em ở các tỉnh áp thì trước bạ 12% anh em cần chuẩn bị là 185 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạn 10% anh em cần chuẩn bị là 173 triệu và bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ cụ thể bảo hiểm thân vỏ của Suzuki l 7 và tiêu chuẩn năm đầu tiên trị giá là 7,7 triệu về nguồn cung hàng hóa của Suzuki l 7 tại thời điểm này tùy thuộc vào nhu cầu của anh em anh em cần màu gì thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em tại thời điểm mà anh xem, xem video em sẽ kiểm tra kho xe và cập nhật cho anh em cái màu xe tại thời điểm đó để anh em tham khảo và cân đối tài chính của mình tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai phiên bản cao cấp nhất của dòng Suzuki R7 đó là bản Suzuki R7 bản limited sport giá bán tại thời điểm tháng 7 cũng không thay đổi so với tháng 6 cụ thể giá bán là 620 triệu và chương trình khuyến mại cũng như bản Suzuki R7 tiêu chuẩn em vừa mới giới thiệu đến anh em anh em có thể xem lại và với cái giá bán là 620 triệu thì chi phí lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau anh em ở Hà Nội sẽ là 713 triệu anh em ở Sài Gòn sẽ là 701 triệu anh em các tỉnh áp thế trước bạ 12% sẽ là 693 triệu và anh em các tỉnh áp thế trước bạ 10% sẽ là 682 triệu chi phí lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng chưa có một công dịch vụ chi phí đăng ký hay là cả số biển nhân viên đi làm thuộc thủ tục cho anh em những cái đó thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với các bạn tư vấn bán hàng sau đó là trao đổi và thỏa thuận. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Suzuki XL7 bản Limited, anh em được vay ngân hàng tối đa là 496 triệu, tương đương với 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 8 năm, tối thiểu là 3 năm với cái mức lãi suất em có chỉ sẻ đến anh nhé, trên màn hình anh em có thể nhìn thấy. Cụ thể năm đầu anh em được ưu đãi là 0,7% trên một tháng. Năm thứ hai trở đi biên độ sẽ là 0,9% trên một tháng. Anh em lưu ý cho em. Và với cái gói vay tối đa 8 năm thì em xin phép tính luôn đến gốc lại hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán. Cụ thể tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 8,6 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 5,1 triệu, lãi suất tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 3,4 triệu. Dư nợ sẽ nằm dần trong những tháng tiếp theo. Với gói vay tối đa như trên thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Trường hợp anh em ở Hà Nội anh em cần chuẩn bị là 217 triệu. Anh em ở Sài Gòn anh em cần chuẩn bị là 205 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thì trước bạn 12%, anh em cần chuẩn bị là 197 triệu và anh em ở các tỉnh áp thì trước bạn 10%, anh em cần chuẩn bị là 186 triệu và bắt buộc anh em phải mua bảy thân vỏ Cụ thể bản thân vỏ của Suzuki L7 bản Sport Limited năm đầu tiên trị giá là 8,6 triệu. Về nguồn cung hàng hóa của Suzuki L7 bản Limited hiện tại thời điểm này rất ít xe giao ngay cho anh em được, chính vì vậy anh em cần bản nào màu gì? anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em em sẽ kiểm tra kho xe và cập nhật cho anh em tại thời điểm đó trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chương trình bán hàng của tất cả các phiên bản Suzuki L7 tại thời điểm đó tháng 7 này nếu trong tháng 7 giá xe có thay đổi hoặc chương trình khuyến mại có thay đổi em sẽ cập nhật lại cho anh em ở những video tiếp theo cảm ơn anh em đã xem video hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo